Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái món bánh tét các bạn. Mình lâu cái này là làm nó nhiều công đoạn đó, giờ mình làm trước nha. Cái này cái đậu này mình có 700g đậu nè. Mình luộc nó chín rồi mình xào lên nha các bạn nè. Mình bỏ đồ nêm nếm đồ đường muối rồi mình làm rồi hết. Cái này mình có 2 kg nếp nha. Mình có 2 kg nếp nè. Cái này mình có lá cẩm nha, này lá cẩm mình nấu nè, cái này cái gớt nè, gớt mình cũng nấu lại rồi. Đây này mình có thịt mỡ nè, đây mình luộc sơ nó rồi nha các bạn, mình ướp nó rồi mình luộc sơ nó. Mình có lá dứa nè, mình mới xay xong nè, bột cho nó thấm cái gia vị cái màu đi rồi mình thả làm nhân nha. Đây mình mỗi một màu là một màu là 3 chén nếp nha. Bây giờ mình cho 3 cái chén nếp vô trong cái thau này. Tay mình mới giúp nếp nha các bạn. Đã rửa rồi mới giúp nếp. Một chén. 2 chén. Đây, mỗi màu mình cho 3 chén nha các bạn. 3 chén mình cho. Mình coi cho cái lá cẩm này vô nha. Mình cho một chén. Rồi mình xào lại nha các bạn. Đây. Mình ngâm cho nó thấm vô rồi còn mình dắt nước bỏ bớt nha, mình dắt nước cốt cho mình xào nha. Đó. Rồi các cái màu khác mình cũng làm y vậy nha các bạn, mỗi một màu 3 chén nha. Đó. Thấm rồi nè, xong lên nha các bạn. Cái màu ở dưới này nó lật lợt vậy nè, cái màu cái gấc này nè, nó gì nè. Đó, còn này cái màu nó cẩm nó đậm nè. Thịt mình luộc sơ rồi đó. Còn chừa lại cái này để mình có bánh uống nha các bạn. Mình vừa nhân. Mình có cái bọc này. Đây. Nhân này mình xào lại nha các bạn. Này mình mình có 2 kg nếp đó nha. Mình làm 700g mình làm cái nhân bự nha. Đó. Còn nóng. Còn nóng mình gói ngắn thôi nha các bạn. Đó rồi. Đây cái dai đây thôi cho nó vừa với cái son của mình ha. Mình luộc than nha các bạn, rồi hồi cái mình xào nếp lại nha, nếp mình xào sơ với nước cốt nha. Đó gì đây cái mình trộn cái gấc cái nó dính cái tay. Để này chưa. Đó. Mình chỉ có mỡ nè. Có mỡ mình bỏ mỡ vô cho nó bóng bóng. Tại sáng mình mua thịt không á. Này mua cái mình ướp nha, mình ướp thịt cái mình xào. Mình ý mình ướp thịt cái mình luộc sơ nó lại. Đó. Chị đó nha các bạn, mình làm cho hết cái phần nhân này nha. Đây mình vò xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình đậy lên nha. Đậy là mình đi xào. Mình cho chén nước cốt vô, mình cho nước cốt này vô ngăn, mình đổ cái màu này vô hết. Đó. Mình nêm cái này luôn nha các bạn. Cái này là mình cho
thay vì mình cho 3 chén miếp á, là 3 chén nước nha các bạn. Đó, là nó ngập gì đây. Đó, mình xào lại nha. Bởi vì cái những cái đồ mình làm chín hết á, những cái đồ mình làm chín hết là mình phải xào cái nếp nha. Mình cho đây nửa muỗng muối nha, nửa muỗng canh nè. Dặn nhầm mà không được. Bây giờ mình cho muỗng đường nha, đầy muỗng đường nha. Đó, cái màu nào cũng vậy hết, mình nêm nó nha, nếm nó. Rồi bây giờ mình xào nha các bạn, mình xào cho nó khô lại nha. Đây các bạn, nó sửa soạn khô cái nếp này á, mình ngâm tới 12 tiếng rồi nha các bạn. Mình ngâm nó một tim mình đã 12 tiếng đó rồi, mình rút cho nó thiệt là sạch, cái mình để cho nó ráo nha các bạn. Đó, mình xào cho nó khô lại như gì, nó khô thiệt là khô lại là mình gói mình luộc á, cỡ 3 tiếng là chín rồi nha các bạn. Mình luộc bằng than á, mình luộc 3 tiếng đó. Tại vì cái màu lá dứa nó có được đẹp á. Đó, mình xào cho nó khô lại như gì nha các bạn. Lá cẩm tại vì nhà mình trồng nhiều lắm, bỏ nó đậm nè. Mình xào nước cốt nha các bạn. 1 3 chén nếp đó là 3 chén mà nước cốt nha các bạn. Nếu mà các bạn xào ít cũng được, mà luộc nó hơi lâu chút thôi, xào ít nước á, xào cỡ 2 chén nước cũng được. 3 chén này mình bỏ là 1 muỗng cà phê đường mình nêm rồi, tại vì trong nhân mình vẫn có nêm á, làm những cái nào nó cũng chín hết á, thành ra nó mau, cuộn nó mau. Đó, mình xào gì để cho nó khô lại luôn. Cái này cái bánh này gói là mình sửa soạn lâu lắm, thành ra ha, những cái gì mình cũng sửa soạn trước á, để nó mất thời gian của các bạn đó. Đó, vậy nha, mình xào nó khô lại luôn nha. Đây mình có 5 cái lá nha. Nó có dài quá thì mình hết bỏ nha. Tôi để cho ngay dưới đây nè. Đó. Thôi. Vì là mình chút mình cột nha, cột dây nha các bạn. Rồi, còn nhiêu. Cái này mình được 6 đòn. Đó. Mình đổ kia hết 6 cái này nha. Đồ ngon. Tay cho anh này nha. Cái này hốc. Đây.
5 lá chứ không lá. Ủa không 5 lá chứ không 4 lá được. Bây giờ mình buộc nha các bạn. Cái kiến này. Đây. Dọn đây. Rồi, cắt cái chút này cho nó. Đó. Đây nè. Dòng gì? Đây các bạn, con dây chừng thước cưỡi. Rồi, còn như là một cuộc khác luôn nha. Còn lấy 5 đồng mình buộc y gì luôn. Xong rồi nè các bạn. Đây. Được 6 đòn. Thường thường mình 2 kg này là mình gói được được 2 kg này là mình gói được 1 2 6 đòn 8 rồi. Được 8 đòn. Cái này mình gói bánh tay bánh uống à. Nhưng mà mình làm không có đẹp. Mình không có gói cho các bạn coi. Hay vậy 2 kg là mình gói được 8 đòn anh các bạn. Cái này mình gọi được có 6 đòn. 6 đòn với 5 cái bánh. Đó, giờ mình bỏ cho mình luộc nha, mình luộc bằng than nha. 2 tiếng nha các bạn. Bạn mình luộc. Đừng có bánh xong rồi đây các bạn, mình luộc xong rồi đây nó nguội để cho nguội nha. Bây giờ mình cắt cho các bạn coi nha. Coi ngon hay dở. Nó mình luộc mình định 3 tiếng nhưng mà có 2 tiếng à các bạn. Rồi để mình cắt ra các bạn coi nha. Đẹp không? Các bạn thấy mình chia sẻ có hay các bạn nhớ like đăng ký giùm mình nha các bạn.